Chào mừng mọi người đã quay lại với Spiderum. Và đây là bài viết chương 1 kiểm soát cảm xúc chỉ bằng cách đứng thẳng của Đông Bo, đăng trên spiderum.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Chúng mình hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. Bài viết này mang tính tổng hợp của cá nhân mình sau khi đọc xong cuốn sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan B. Peterson. Các bạn có thể tìm đọc để tiếp cận kiến thức gốc. Mình cũng kết hợp thêm kiến thức bên ngoài của mình để giúp mình ghi nhớ kiến thức khi đọc cuốn sách này. Chương 1. Đứng thẳng, hiên ngang. Não người có một chất được gọi là serotonin. Chất này giúp chúng ta định hình về vị trí của bản thân trong xã hội. Ví dụ như bạn giải được một bài toán khó ở trong lớp học, serotonin sẽ khiến bạn cảm thấy giỏi hơn phần còn lại trong lớp. Đồng thời chất này cũng giảm đi trong bạn bè của bạn và họ thấy bản thân họ kém hơn bạn trong mảng toán học này. Khi chất này có liều lượng cao trong não thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Khi tự tin, các cơ của bạn giãn ra, dáng người của bạn được mở rộng, các khớp thoải mái, đầu thì hơi đẩy lên cao. Lúc này, diện tích cơ thể bạn được mở rộng ra hơn so với lúc bạn tự ti. Khi tự ti, người bạn có xu hướng co lại để bảo vệ bản thân. Đây là phản ứng tự nhiên của con người. Bạn cũng dễ dàng nhận ra ai đó tự tin khi bạn thấy họ đứng thẳng, bước đi giảo hoạt và khuôn mặt thoải mái. Còn với người tự ti thì họ cảm giác hơi khom lưng, đầu nhìn xuống đất, hai cánh tay hơi khép lại. Đây là mối tương quan hai chiều. Một bài tập nhỏ, bạn hãy thử cố gắng thu người lại, hai cánh tay ép sát vào lường, đầu cúi xuống, để im và cảm nhận những gì bạn nghĩ về bản thân bạn. Nào, giờ thẳng lưng lên, đầu hơi ngước lên, ngực nở ra, hai cánh tay thoải mái. Khi này, bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Điều đặc biệt là người khác khi nhìn vào bạn cũng sẽ có những cảm nhận tương tự những gì bạn nghĩ khi làm những hành động đó. Những chuỗi hành động đó được kết hợp với nhau như đang muốn giao tiếp với bản thân bạn và với người ngoài, hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể, body language. Vì vậy, hãy tập cho dáng đi thẳng. Nếu ai bị gù thì cố gắng tập thể dục và các bài tập cho đỡ gù. Khi giao tiếp thì tránh khom người, cánh tay và chân để thoải mái. Đặc biệt, cái này hữu dụng khi bạn bị ai đó lăng mạ hoặc đang tấn công bằng lời nói. Đừng thay đổi cơ thể theo cảm xúc. Điều này sẽ giúp bạn bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đồng thời khiến đối phương tôn trọng bạn hơn. Nhưng đừng có tỏ ra kiêu căng nha. Ngoại lệ một chút, nếu bạn nào tìm hiểu về sức khỏe thì sẽ biết cấu tạo sức khỏe của một người gồm 3 yếu tố: thể chất, tinh thần và đức tin. Thể chất như là những hoạt động tác động lên cơ bắp, thần kinh, những thứ có thể chạm, sờ được trên cơ thể của bạn. Tinh thần là những điều xảy ra trong não bạn như sự thay đổi của tâm lý và những chất hóa học. Đức tin là niềm tin của bạn về một điều gì đó trong cuộc sống. Ví dụ về đức tin phổ biến nhất là tôn giáo. Từ đứng thẳng mang nghĩa hình tượng hơn là một ý niệm. Điều này khá xoắn não. Bạn còn nên đứng thẳng trong tinh thần và đức tin nữa. Đầu tiên, bạn biết có một hệ thống những việc được làm và những việc này không vi phạm đạo đức và ảnh hưởng xấu đến ai cả. Sau đó, hãy hiên ngang làm những việc trong phạm vi đó, tránh để bản thân bị khuất phục bởi những thói xấu và những tư tưởng lệch lạc. Khi bị công kích về tinh thần, đừng vội gù lưng sợ hãi, mà hãy luôn đứng thẳng chấp nhận sự công kích. Lúc đó, bản thân sẽ tỉnh táo hơn để biết mình nên làm gì thì tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Hết chương 1. Hy vọng là các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderum.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.